Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp SG Win Focus 1600, một dòng xe rất là mang cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới của Mỹ. Xe thì là sử dụng chuyển động Shimano Classic vành 700C FMA, điều chỉnh dung càng carbon, và với cái giá bán chỉ có là 7.900.000, thì ở đây nó gọi một chiếc xe mà trong cái phân khúc rất là rẻ, mà được một bộ cấu hình gọi là đáp ứng đủ nhu cầu cho các bác sử dụng chiếc xe đạp đường đua cơ bản. Tông màu trắng chữ rất là đẹp, chữ Win, một thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới của Mỹ rồi. Model Focus 1600. Do là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là nó trên khung nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn màu sơn các thứ là vẫn còn nguyên bản các bác nhé. Có website của hãng đây, hãng xe của Mỹ rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, được sử dụng bộ đề Classic, trước đề sau Classic với đây là 1, 2, 3, 4, 5, 8 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Bộ đùi đĩa của FSA các bác nhé, sử dụng đùi trục rỗng, cũng là của Mỹ luôn, một thương hiệu phụ tùng rất là nổi tiếng. Vành 700C cũng được sử dụng vành là full speed của FSA luôn. Rồi Mayer cũng là của hãng FSA các bác nhé. Đấy, nó sử dụng những phụ tùng rất là tốt của Mỹ trên chiếc xe. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị ở đây là tay lắc Shimano Classic. Màu xanh ba mảnh. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm phủ phốt là 52 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Classic 8 lít 2 đĩa và 16 tốc độ khác nhau. Bộ chuyển động Shimano Classic với 8 lít và 2 đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang được bán lên mức giá thì có là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm của các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả
khác, các bạn đã đến kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.